chào tất cả các bạn. Một khung cảnh rất là tuyệt vời, nhìn giống như đang ở châu Âu vậy. Đồng cỏ xanh bát ngát, một cánh đồng với những tua bin gió rất là đẹp. Đây là khu vực được gọi là Bầu Trắng, Bình Thuận. Mọi người cũng đã nghe Bầu Trắng, Bầu Sen rồi ha. Khu Bầu Trắng này thì nó gần với lại Mũi Né, Phan Thiết. Ai mà đi du lịch Phan Thiết, Mũi Né thì thường trong chương trình sẽ có một cái tour để lên đây chơi. Hiện tại thì mình cũng đang đi trên một cái chuyến xe ha, để mà đi lên khu vực Bầu Trắng, Bầu Sen chơi. Ở xung quanh khu vực này hiện tại cũng đang hình thành những cái nông trại du lịch sinh thái để cho khách du lịch tới tham quan. Ai mà thích đi du lịch cắm trại được gọi là camping có thể tới khu này dựng lều trải nghiệm cuộc sống của thiên nhiên. Mình sắp tới rồi các bạn. Mọi người thấy một cái hồ ở phía bên tay phải không? Đó là hồ nước ngọt Bầu Trắng á. Khu Bầu Trắng này thì nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 cây số. Nằm cách khu du lịch Hòn Rơm Mũi Né khoảng 12 cây số. Nếu mà ai ở các cái khu resort ở Mũi Né thì ra đây gần hơn. Xe sẽ đưa mình đi vào bên trong khu du lịch. Ở trong đó thì sẽ có các cái dịch vụ xe chuyên dụng chở mình ra những cái đồi cát. Những đồi cát đây thì rất là lớn và rất là cao, nên là hầu như không thể đi bộ ra những cái đồi cát được, mà phải đi bằng những cái xe chuyên dụng. Ở trên đồi cát thì mình có thể ngắm hồ nước ngọt lớn nhất khu vực này ha. Và nghe nói còn có một số dịch vụ khác nữa. Chút nữa lên trển rồi mình sẽ biết ha. Đất ở đây rất là cằn cỗi, chủ yếu là đất cát. Mình thấy người dân ở đây người ta trồng chủ yếu là thanh long, nho. Còn những cái nông trại gọi là nông trại nhà kiến thì họ trồng thêm dưa lưới nữa. Đây là khu du lịch nơi mà mình sẽ thuê xe để lên cái khu đồi cát chơi. Nói khu du lịch thì nghe có vẻ ghê gớm ha. Thật ra đây chỉ là khu nhà để cho khách đến nghỉ ngơi, xong rồi đi đồi cát chơi, hoặc là sau khi mà đi chơi về ghé đây nghỉ ngơi thú nhà, lên xe trở về khách sạn. Đây là bãi xe để chở khách đi lên đồi cát. Giá vé cho một người hiện tại là 500.000 cho một tour. Sau khi mua vé thì bây giờ mình sẽ lên xe để chạy lên đồi cát. Xe chạy lên đồi cát là xe bán tải ha, loại xe chuyên dụng để mà chạy trên cát. Đường từ đây lên đồi cát rất là nhiều dốc nên là xe rất là giằng xóc, nên ai mà bị say xe ha thì nên ngồi ở phía trong xe, còn ai muốn cảm giác mạnh thì ngồi phía sau thùng xe.
này cho. Chỗ này là điểm đến đầu tiên. Đi cái tour đồi cát này hình như là có hai điểm đến, là một điểm đến là ở trên đồi cát này và một điểm nữa là ở ngay hồ nước. Ở đây hình như là có 3 tới 4 hãng xe làm dịch vụ chở khách trên đồi cát. Như vậy khi mà các bạn đi xe nào á thì nhớ là tài xế bận áo màu gì. À, thì hình như là mỗi hãng, mỗi tài xế bận một áo khác nhau. Lên đây là gì hơn? Các bạn tìm đúng tài xế bận áo đó ha. Lên xe đi qua điểm khác. Hay là nhớ cái tên của cái hãng xe của mình ha. Ví dụ như mình là đi hãng như Trung. Nhớ đưa vé cho tài xế xem rồi họ sẽ chở mình đi tiếp. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ leo lên đỉnh dốc ha. Hồi nãy chạy xe rất là dài, có những đoạn mà mình nghĩ là sắp sửa bay ra khỏi xe luôn á. Không biết là cái camera này nó có chống rung nổi không nữa. Khu vực này được gọi là Bầu Trắng, người miền Trung gọi hồ tức là bầu á các bạn. Bầu Trắng tức là cái hồ trắng, hay còn gọi là Bạch Hồ. Nó còn có một cái tên nữa là Bầu Sen, tức là cái khu hồ này người ta trồng rất là nhiều sen. Cát ở đây được xem là trắng nhất trong tất cả các loại màu cát ở quanh khu vực này. Ở khu vực Phan Thiết, Mũi Né rồi Bầu Trắng này thì có rất nhiều các loại màu cát khác nhau, người ta đếm hình như là tới mười mấy màu rồi. Và các bạn nhìn thấy rõ nhất là đi tới khu vực Suối Tiên ở khu Mũi Né đó, thì vào khu vực đó thì mọi người cho thấy là có rất nhiều các cái màu cát khác nhau. Hôm bữa thì mình cũng có đi Suối Tiên ở Mũi Né Phan Thiết ha, nhưng mà lại không có mang theo, quên mang theo camera, không quay được cái gì hết. Ở đó thì cát có rất là nhiều màu, màu đỏ, hồng, trắng, vàng, cam. Bởi vì nghe nói là khu vực đó thì có cái mỏ sắt nên là nó tạo ra những cái màu khác nhau, sắt nó bị oxy quá đó, nó trộn lẫn với cát thành ra là có những cái màu khác nhau. Ở đây là đỉnh của cái đồi cát ha, từ đây có thể nhìn bao quát rất là rộng. Xung quanh đây thì có rất là nhiều tư viên gió. Xe này chạy một vòng đồi cát thì giá khoảng 300 tới 350 ngàn đồng, thời gian thì khoảng 15-20 phút gì đó. Chơi ở đây xong thì xe sẽ chở mình ra tới cái hồ nước đó để tham quan. Ở khu vực Mũi Né Phan Thiết này thì có hai cái đồi cát khá là nổi tiếng mà khách du lịch đi tới chơi tham quan rất là nhiều, đó là đồi cát trắng này ha và đồi cát bay, hay còn gọi là đồi cát hồng á, nằm ở khu vực ngay Mũi Né luôn á.
và chỉ có đò cát trắng là có xe địa hình, có cho thuê xe địa hình, còn đò cát bay thì không có. Lý do là người ta sợ là biến dạng đò cát. Đứng ở trên đồi cát này nhìn xung quanh thì giống như là đang đứng ở giữa sa mạc vậy ha. Xung quanh thì còn là cát không. Trên đồi cát này rất là nắng nha, ai mà sợ đen da thì nhớ mặc áo tay dài, đội nón rộng vành hoặc là thôi game chống nắng, chứ mà đứng trên này chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi về chắc là da đen thui luôn đó. Ở khu vực Mũi Né Phan Thiết này thì mình thấy là thiên nhiên cũng còn khá là hoang sơ ha, mọi người cũng thấy là đồi cát rất là rộng lớn, nhìn tới tận chân trời luôn. Ở đây thì cũng có những tập đoàn lớn họ đầu tư vào xây dựng các cái resort, có cả sân golf luôn, nhưng mà chủ yếu là tập trung ở khu vực bãi biển nhiều. Không có xe màu vàng ha, chỉ có xe màu đỏ, xe màu trắng thôi. Nhưng mà cùng một hãng ha, để coi coi mấy người này họ chịu đi không. Tài xế ở đây thì họ nói là đi xe nào cũng được, miễn là cùng một hãng thôi. Bây giờ thì xe sẽ đưa mình đi qua tới hồ nước màu trắng. Bám luôn nha, bám luôn nha Kem. Đá đúng rồi.
tới cái khu hồ nước ngọt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng khu này ha. Xung quanh đây thì mình thấy chỉ toàn cát với cát thôi, không có cái gì để vui chơi hết. Mọi người có thể thuê xe chạy lên các cái đồi cát và vòng vòng khu đồi cát để mà ngắm cảnh ha. Đây là khu hồ nước, chú ý khu vực nước sâu cấm bơi lội. Hồ nước này là hồ nước ngọt lớn nhất khu vực này. Ở khu vực này thì có tới hai hồ nước ngọt lớn. Cái hồ phía trước mặt chúng ta được gọi là hồ lớn hay còn gọi là bầu bà đó, và còn một cái hồ nhỏ nữa được gọi là bầu ông. Mọi người thường hay nói là miền Trung thì chỉ có nắng với gió thôi. Thiên nhiên ở đây rất là khắc nghiệt. Mùa nắng thì nắng như đổ lửa, còn mùa mưa thì dùng đất này hứng chịu rất nhiều cơn bão. Ở bên kia hồ có mấy cái tua bin gió đẹp quá ha. Ở khúc này là ngay cạnh biển ha, nên gió rất là nhiều. Và trên thế giới bây giờ người ta đang khuyến khích xài năng lượng xanh. Hiện tại thì Việt Nam mình đang sử dụng hai cái năng lượng xanh, đó là tua bin gió và điện mặt trời. Nguyên một cái đồi cát này chỉ có khu này là có cây cối màu xanh tươi thôi, giống như là một cái ốc đảo này. Để mình đi vào sâu bên trong coi. Nên ở trong này có trồng sen nữa, nên là ngoài cái tên bầu trắng ra thì còn có cái tên bầu sen nữa. Không biết sen trồng ở chỗ nào ha. Cái hồ nước này rất là rộng ha. Và đây là hồ tự nhiên ha, không phải là hồ nhân tạo. Và người ta đo được là chiều dài rộng nhất của cái hồ này là khoảng 500m, và chiều sâu nhất của cái hồ này là khoảng 19m. Và người ta ước tính được là có 12 triệu mét khối nước trong cái hồ này. Và đây là nơi cung cấp nước ngọt chủ yếu cho thành phố Phan Thiết. Do là cái hồ nước này cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nên không thấy có cái dịch vụ ở trên mặt hồ, ví dụ như là thuyền hay là cano đưa khách đi tham quan xung quanh hồ để mà tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Khu này có cây cối mát mẻ nên mọi người tập trung ở đây chụp hình rất đông. Bây giờ thì mình sẽ lên xe đi về ha. Mấy người trong đoàn họ đòi về rồi, giờ đi theo đoàn phải lưu ý số đông ha. Bây giờ thì mình sẽ lên xe đi về ha. Cái chỗ này là điểm cuối cùng rồi, xe sẽ chở mình về nơi xuất phát.
đường từ cái hồ nước vào đây cũng khá là dằn ha, nhưng mà nó cũng đỡ hơn là hai cái đoạn đầu mình đi ha. Hai đoạn đầu mình đi rất là dằn. Bây giờ tới nơi rồi, mình sẽ xuống mình đi về nha các rồi, bạn. Rồi, xuống rồi. Về trước mà. Dưới luôn quá tôi à. Cái tour đi chơi khá là thú vị ha mọi người. Ai tới khu Mũi Né, Phan Thiết thì cũng nên đi tới chỗ này để trải nghiệm. Ở đây có một đoàn khách chuẩn bị lên đồi cát nè. Mấy chị, mấy cô quấn khăn, quấn mền mà chơi luôn nè. Sợ nắng nó nóng đen da. Dạ, nhớ chăm sóc con mai nhớ. Cái này là mẹ làm đủ đồ vậy không? Ta vừa có leo lên, leo xuống giờ. Mặc đồ vậy. Đây là cái khu nghỉ ngơi ăn uống ha. Ai mà thấy đoạn đường đi xe dằn sóc quá mệt mỏi thì vô đây nghỉ ngơi, có thể uống nước, ăn kem. Video của mình đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký nha. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha.